á cũng như là vipassana. Vipassana là sự an tịnh, á ở đây tức là không nha, tức là không có cái sự an tịnh của cái tâm ý nha. Cittasu ở đây tức là cái nhóm mà cittas nha, cittasu là của tâm ý nha. Cái trạng thái của sự phóng dật tức là gì? Tức là không có sự an tịnh, không có sự yên lặng trong tâm ý, của tâm ý. Rồi cái quý giá là ví như ha, ví như cái chá lăng tức là nước, mà chá lá tức là tự là chá lá tím tức là sự lay động, sự dao động, giống như nước mà là dao động. Wata có nghĩa là wata có nghĩa là gió nha. Rồi abhigata sự tác động như vậy đó, có nghĩa là không bị gió, giống như nước bị gió lay động như ha. Abhigata có nghĩa là sự tác động vào, sự tiếp xúc, sự tác động vào. Giá lá đó là sự dịch chuyển, sự làm dao động, giống như mình nước mà bị gió là lay động như vậy ha. Rồi cái phía dưới này ở đây tách nhầm nha, không có dấu này nha, nó là avatthana nha, ná cộng với avatthana, ná cộng với avatthana, mà ná cộng với lại phía trước cái từ này đó là nó một nguyên âm thì nó sẽ là chữ ná đổi thành chữ an, đúng không? Là ná cộng avatthana. Vatthana có nghĩa là sự vững trú nè, sự vững vàng, vững trú. Nếu mà về danh từ thì nó nghĩa là cái vị trí, cái nơi mà gọi là để cho nó không có lay động nè. Rồi còn phía dưới là Vata, Bigata, Chá Lá, là ba từ đó mình biết rồi không? Là gió, không bị gió lay động đúng không? Còn đá chá là gì? Là ngọn cờ nha, cờ phướng đó. Đá chá là cờ vậy, còn mà bata cá tức là phướng. Mình biết cái phướng là gì không? Phướng là mấy cái dây mà gọi là cắt ngắn ngắn, cờ là nguyên một bạn lớn mà nó cắm vào cái cây, nó đã được gọi là cờ. Còn phướng là những cái dây mà các hình tam giác cũng có nè, hình vuông cũng có nè, treo dài. Đúng rồi, phướng chỉ là phướng vậy thôi. Ví dụ như mình chúng ta coi trong Phật giáo Tây Tạng, chúng ta sẽ thấy rằng người ta treo phướng rất là nhiều, trụ một cái cờ lớn như vậy thôi. Và từ cái cờ chính nó sẽ kéo ra những cái phướng. Đá chá, đá chá, đá chá, đá chá, đá chá là phương, bát tất cả là gì? Là phương trà, là phương. Rồi còn ban tát tá có nghĩa là ban tát tá có nghĩa là sự xáo, sự rối loạn, sự xáo động, rối loạn, xáo động. Rồi phía dưới nữa là basana bigata, tức là basana là hòn đá nha. Abigata là gì hồi nãy đó? Abigata là tác động, tác động đó. Rồi Sambuddhata là bất biến quá khứ phần, bất biến quá khứ phần từ con người. Sambuddharati có nghĩa là ném đi ha, tức là em chỉ cho là ví như là mình ném cái hòn đá vào trong một đống cái basma, là đống tro nha. Basma là đống tro, basma có nghĩa là cái đống tro. Ví như là mình ném cái hòn đá và cái đống tro thì mà nó sẽ khuấy động cái bụi nó lên.
Rồi phía dưới này là chia tasso avu basame thì giống như trên luôn ha. Dạ. Là cái gì? Là cái sự không gì? An tịnh, sự không an tịnh của tâm ý. Mà do cái gì? Do adoniso manasikara, tức là nhân gần, tức là do sự không như lý tác ý khiến cho mà sự không an tịnh của tâm ý. Yeah. Rồi bắt đầu là phía dưới nữa là citta vikkhepoti, citta là tâm ha. Vikkhepoti tức là sự tán loạn. Nếu mà cái chữ mà chín táo biết khe bá đó thì mình có thể là tâm dao động. Mình dịch chung nguyên cái cụm đó là tâm dao động ha. Biết khe bá có nghĩa là sự dao động. Nhưng mà dịch theo cụm từ đó thì nếu mà là ví dụ chín táo biết khe bô đó thì người ta sẽ dùng cái nghĩa tức là tâm không có thăng bằng, tâm dao động, tâm bị xáo trộn, tâm bị quấy nhiễu. Đó nguyên cái cụm đó đó. Hay được cái gì vậy? Chita wikhebo ha, chita wikheba. Cụm từ này sẽ được sử dụng nhiều trong 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 đó. Chita wikhebo. Dạ. Hết chưa? Đúng rồi, sambuddhata. Rồi, bất biến phương từ. Là ném vào, quăng vào. Bắt mang đó là đám cho hả? Ví như là cần phải hiểu. Cần phải hiểu. Rồi. Như vậy là như vậy chúng ta nhìn vô cái khổ số 6 nè. Upekkha sahagata vicchicchā samyutta mê căng. Khổ số 6 nè. Như vậy là mê căng ở đây chúng ta phải hiểu là citta nữa nha. Mê căng citta tức là tâm mà sahagata là gì? Mình dịch từ là câu hữu phải không? Câu hữu xả ha. Ở trên là câu hữu hỷ là câu hữu xả. Rồi. Samyutta là mình dịch từ tương ưng là đúng rồi đó. Tương ưng có nghĩa là đồng sanh vậy. Hợp cùng. Sahagata tức là đi cùng ha, còn đây là hợp cùng. Vicchicchā tức là hoài nghi. Tức là một tâm là câu hữu hệ, câu hữu xả, tương ưng nghi và hoài nghi, hợp nghi và tương hoài nghi rồi. Rồi kế tiếp nữa tức là Upekkha sahagata buddhicchā samyutta mê căn tí, e căn nha. Tức là chữ tí ở đây tức là mê samayutta mê căn cộng với ý tí nha, ý tí tức là như vậy e căn là chiếc tăng ý tí nha, tức là cũng là một tâm mà câu hữu xả mà tương ưng với lại phóng dật. Rồi ý ma đi đuê đi mô mu há chiếc ta đi ma na má, tức là hai cái mà mô há mu lá này, mô mu há ở đây tức là chỉ cho một nhân thôi nha. Sở dĩ mà gọi là chỉ có một nhân cho nên mới gọi được là mô mu há nha. Chứ thường thì mình sẽ đọc là lô bá mu lát. Lô bá mu lát hoặc như đô xá mu lát, tức là nhân tham, nhân sân ha. Nhưng mà trong trường hợp này mô há mu lá là do chỉ có một nhân nên mới được gọi là mô há mu lát. Rồi. Cho nên hai cái tâm này được gọi là tâm si nè. Rồi. Trong cái câu số 7 nữa là Icche wang sapattha bi đoa dasa usala citta ni sapattha ni. Icche wang tức là ý tí cộng với e wang nha. Vậy như vậy, vậy thì đó ha, như vậy, vậy thì sapattha bi là tất cả ha. Như vậy sapattha bi là sapattha cộng với á bi là cũng ha. Như vậy tất cả đoa đá sát là 12. Đoa là từ đúy hay là hai, mà đá sát tức là số thập số 12.
số đơn vị số chục là số chục cho nên số chục số số đơn vị đứng trước số chục đứng sau thì đoa đó xác là 12 rồi ác cú sáu lá chít ta lý tức là 12 cái tâm bất thiện này samatha lý có nghĩa là được kết được kết hợp. Vậy thì tổng hợp lại có 12 tâm bất thiện tất cả. Đó, nguyên cái câu đó là như vậy ha. Rồi có câu số 8 là Abhada Lobamulani. Cái này là một bài kể nha. Đô sa mulani cha duida. Abhada tức là gì? Abhada là 8 mà da tức là 8 loại. Da đó mình nhớ rằng cái mà cái dấu hiệu mà chữ đa khi mình nó ghép xong mà các số mà số đếm là đều là loại hết nha. Yeah. Thứ loại, có 8 thứ, có 8 loại. Lô bá mu la ní, vì rằng mu lá là đây là danh từ trung tính phân số nhiều, như vậy là 8 loại, như vậy là 8 loại mà căng tham. Lô bá mu la, rồi. Chủ cách là gì? À, cái gì? Chủ từ sẽ là lô bá mu lá nha. Tức là tâm tham có 8 loại, rồi bắt đầu đô sá mu la ní cũng là tâm tâm sân. Chá là vàng ha. Đuý đa tức là đuý là hai, có hai loại, tâm sân thì có hai loại. Rồi mô há mô la ní tức là tâm si. Thì chá đuê tí tức là cũng có đuê và ý tí nha. Mà đuê tí tức là ghép lại. Thì tâm si cũng có hai loại. Đoa đa sa cú sa la si dung. Đoa đa sa cú sa la tức là đoa đa sa. Đoa đa sa là 12. A cú sa la tức là bất thiện. Si dung tức là tưởng từ as nha. Là có 12 tâm bất thiện. Nếu mà mình dịch thành bài kể tức là có 12 bất thiện gồm 8 loại tham căn và 2 loại sân căn cùng 2 loại sân căn đúng không? Cùng 2 loại si căn. Cùng là và đó thưa sĩ nha. Đọc lại ha. Là có 12 bất thiện. Dịch thành bài kể luôn á. Có 12 bất thiện, có 12 bất thiện, 5 chữ nha. Gồm 8 loại tham căn và 2 loại sân căn cùng 2 loại si căn. Rồi hết. Và cùng nha cho nó đổi chữ tí xíu. Ốp lại nhiều đại học tôi thấy. Thì có 2 hả? Đây là tấm tích. Đúng rồi, tấm tích. Là hạt hả? Thường có 2, chỉ có 2. Đây đây tham căn có 8 loại, 8 nút. Tám nút. Bữa sau là hỏi nha, nút là do kết hợp với cái gì nó ra 8 nút này nha. Tám loại. Có 12 bất thiện gồm 8 loại tham căn. Căn tức là căn là gốc đó. Mà có bất thiện hai loại. Rồi và hai loại sân căn. Gồm 8 loại sân căn. Cùng hai loại si căn. Có 12 bất thiện, có 8 loại tham căn, và 2 loại sân căn cùng 2 loại si căn. Rồi đọc cơ đi cho sư trả bài luôn. Nhưng như vậy là rồi dịch mà dịch qua dịch kẻ được là giữ rồi đó, tốt rồi đó. Tại vì dịch thơ kẻ đó là mình phải chuyển qua con xuôi. Động từ có khi nó nằm ở cái hàng dưới. Rồi sắp xếp lại cấu trúc. Dịch thơ kẻ thì mình hơi tốn thời gian. Thế thì hơi tốn thời gian chứ không phải khó. Mà hơi tốn thời gian thì mình phải sắp lại cái cấu trúc của nó rồi bắt đầu mình mới chuyển. Còn nếu mình lăn trí, mình dịch liên tục được các thì mình sẽ biết được cái mình bắt từ đâu ra mình dịch. Thank you.